Giới thiệu sơ qua một chút này, đó là mình đang chuẩn bị làm một cái chuỗi series video, nó có tên là chuỗi video khám phá skill môn phái. Thì mình sẽ khám phá lần lượt, nếu như anh em nào thích môn phái nào hoặc là cần quan tâm môn phái nào ấy, thì mình sẽ cố gắng là nhiều người quan tâm thì mình sẽ làm trước. Thì hôm nay là bắt đầu ở phái Thiên Long. Cái chuỗi video lần trước mà chi tiết về các môn phái ấy, thì đó là cái chuỗi sơ cấp thôi, gọi là sơ sơ thôi. Còn cái chuỗi này thì nó sẽ, các bạn sẽ thấy nó một cái trình nó cao hơn. Hôm nay thằng em mình nó nhờ mình xào cái app này, nhưng tuy nhiên cái phần xào sẽ để phía sau. Mình lấy cái phái Thiên Long là phái đầu tiên nhé. Thì anh em truy cập vào NTM Gaming ấy, lên kênh YouTube NTM Gaming, các bạn sẽ click vào mục danh sách phát ấy. Thì cái chuỗi khám phá skill này nó sẽ riêng biệt nhé, để các bạn dễ xem. Ok. À, chào Nhiên, hello anh Minh, chúc anh buổi tối vui vẻ. Ok, cảm ơn em nhiều nhé, chúc em buổi tối vui vẻ. Đôi khi nhận được những lời chúc thế thoải mái khoan khoái để chia sẻ với các em nhiều thứ hay ho đúng không? Rồi, bắt đầu luôn này, có lẽ là rồi đứng đây luôn đi, chả cần bày môn phái đâu. Rồi mình cái ác này thì từ từ đã nhé, bây giờ mình chúng ta tập trung vào bộ skill trước đi. Rồi, ở trong cái series sơ cấp ấy thì mình đã chia sẻ với anh em rồi, đó là các bạn nhìn vào đây này, đó là thuộc tính băng, thuộc tính hỏa, thuộc tính nguyên và thuộc tính độc, tức là gì, Thiên Long ông đi cái deck gì là chính cũng được, miễn là đồ của ông có bốn thuộc tính, các bạn đi ba cũng được, chả sao đâu mà. Tí nữa thì mình sẽ nói là vì sao ba cũng được, hai cũng được, một cũng được tí nữa. Còn bây giờ ấy thì chúng ta tập trung khám phá cái bộ skill trước. Nha, bạn Hùng Nguyễn hỏi anh ơi cho em sợ bao giờ server mới thì tuần sau ra server mới nhé bạn. Rồi chúng ta bắt đầu ngay này, cái bộ đầu tiên trong những cái bộ này, này Nhất Dương Chỉ này. Bộ này là đại lý binh pháp dẫn đạo thuật, dẫn thuật đúng không? Đã hơi lộn đi. Đoàn gia quyền pháp này, kiếm pháp, khô thiền này đúng không? Lục mạch, và cái quyền là Hoàng Sầm Điển Bí, tên nó hơi bí, vừa bí vừa dí. Bắt đầu từ luôn quyển này đi nhá. Thì nó ghi ở đây này, đó là đẳng cấp bí tịch, tức là cấp 80 mới học được đấy. Còn cái đẳng cấp mà cao nhất để chúng ta nâng ấy, thì nó ghi ở đây là 250. Tuy nhiên ấy, thì tùy theo từng cái bản game ấy, cái con số này nó có thể thay đổi. Cụ thể là bản này chúng ta chỉ nâng max lên 119 được thôi. Có những lúc mà anh em có thể thấy nó lag mà lên 120, nhưng thực ra nó vẫn là 119 thôi. Có một số trường hợp lag, nhưng đôi khi những cái bản cập nhật thì nó lại quay về 119 rồi. Làm sao này? Cái điều này tí nữa mình sẽ giải thích sau nhá. Có cái vì sao mà 119, à 120 vẫn bằng 119. Rồi, cái quyển đây nhá. À đây, nói thêm một skill. Cái skill này thì nói rồi, nó đã có riêng một cái video về là skill tu rồi nhé, các bạn xem lại cái video về cái xoắn và hình người ấy, lên kênh hướng mục hướng dẫn tân thục, cái danh sách phát hướng dẫn tân thục. Thì không có gì để nói cả, những cái này thì phái nào nó cũng na ná như nhau thôi nhé, khi mà tu bằng nhau rồi nó sẽ như nhau cả, không có gì để nói nhé. Ok, rồi lục mạch này, ở cái quyển bí tịch lục mạch thần kiếm này nó thì nó các bạn biết rồi không, bí tịch là bí tịch cấp 35, đẳng cấp cao nhất là 119, đẳng cấp học tập cao nhất không thể vượt quá đẳng cấp 5 cấp của nhân vật, ghi nó hơi tối nghĩa đúng không, nhưng nôm na là như này này, cao nhất là các bạn chỉ cộng 119 thôi. Còn giả sử ấy, nhá, giả sử ví dụ như bạn đang cấp 60 chẳng hạn ấy, thì cái tâm pháp mắc của bạn ấy nó chỉ vượt hơn cấp của bạn 5 cái, tức là bạn chỉ cập tâm pháp lên 65 thôi, tương tự tăng dần tăng dần. Và đấy, cứ lên mắc cấp 119 là được thôi đó. Ok, ở trong này nó có những quyển này, chiếu thạch này thì ghi rõ đây rồi này. Tấn công từ xa thì khiến mục tiêu 2784 điểm sát thương, đồng thời khiến mục tiêu rơi dạng phá triền, giảm đi nội ngoại công 20%, kéo dài trong 40 giây. Thì nói thế nào nhỉ, ngày xưa ấy, cái điểm sát thương kia là đam rồi không nói nhá. Ok, bỏ qua cái phần đấy, bỏ qua cái phần giảm nội ngoại công này này, thì 20% ví dụ như là thằng kia 100k chẳng hạn ấy,
thì giảm đi 20k đấy, ví dụ vậy. Cái này là khi mà các bạn đánh vào nhìn thấy ngay mà, không gì để nói đúng không? Ok nhá, cái này ông nào không biết nữa chịu. Nói thế là chắc hiểu rồi đúng không? Rồi, cái trường này này là trường giảm tăng sát thương. Cái trường này thì tùy từng bản, có bản có bản không, nhưng mà thường là nó có trong bộ skill là nó có. Còn trường thương dương kiếm này thì sao? Đó là cái khoảng cách thì nó vẫn như là anh em đều biết đúng không, nhưng mà mình muốn nói thêm là cái vấn đề ở dưới nhiều người không hiểu là tấn công từ xa gây cho mục tiêu 1935 điểm sát thương, đồng thời gia tăng trạng thái dị thường trong 3 giây mất điểm huyết một cái chín, liên tục 30 giây có thể giải trừ trạng thái này, di chuyển lại thì trạng thái này, tức là sao khi mà trúng cái trường này nếu nó đứng im nó đa mạng ấy thì nó cứ bị giật máu, còn nó nhích phát là mất thôi. Thường các bố là giã trưởng này sau đó bắt đầu khóa để cho nó nghiêng, vì thế nên là thường là bát môn kim thỏa phát xong là các ông thường giã luôn để cho nó ít dạng được 6 giây, thì chỗ này là cứ 3 giây là được hai nháy đúng không, đến nháy thứ tư nó chạy thì nó thêm cái xoắn nữa và thêm cái ám khí nữa thì vị trí là nó loang được khoảng chục giây. Mình nói nhanh quá không nhỉ, anh em thấy còn nói nhanh quá, chắc là các bạn hiểu đúng không? Ok, mình không nghĩ nó không học hiểu quá đâu. Rồi, đơn giản vậy thôi nhá. Ok, à, xem này. Cái tung tung kiếm này thì sao? Cái tung tung kiếm này ấy, thì nó là trường tủ thằng Phi Long rồi gì nữa. Tấn công một mục tiêu, giảm 3 loại kháng 90 điểm. Đấy, tức là nó tùy băng hỏa huyền độc nó sẽ chạy sục 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 với nhau ấy, và làm nào đấy nó tọt ra ba cái. Giống như một cái sàng ấy, mỗi lần sàng chỉ được bao lại thôi, mỗi lần sàng chỉ có ba cái lo thôi, có một cái ở lại đấy, như thế nhá các bạn, thì hên xui nhá, thì ví dụ như là nó băng hỏa quyền hay băng hỏa độc, hỏa quyền độc hay là đấy, nó ông ta là bốn đấy, thì cái tổ hợp này gọi là tổ hợp chập ba của bốn phân tử đúng không, đấy tức là có ba cái chập vào bốn phân tử, thì nó có những trường hợp là từ một hai ba này ở đây đúng không, một hai ba cái ba này đúng không, hoặc là ba cái này đúng không, hoặc là ba cái này đúng không đấy, hoặc là cái này đấy, ừ đấy không ra vậy nhá. Rồi còn khi mà giảm ba thuộc tính xuống tương ứng 2000 cái gì ạ, giảm ba thuộc tính công kích tương ứng 2500 điểm, có thể giảm kháng chống âm, thuộc tính có thể giảm về không kéo dài 20 giây như nào đấy, nó đã như thế rồi, mình chỉ giải cái chỗ mà giảm ba tính thì không nói nữa nhá, các ông đọc thì không hiểu nữa thì chịu, nhưng mà riêng cái chỗ giảm kháng âm ấy thì là ở cái bản này không âm được, nó chỉ về không thôi, nó không âm được đâu ấy, cái này là các bạn nên biết, nếu chơi Thiên Long không biết cái này thì cứ đọc ở đây thôi mà nó không có thực tế, còn vì sao nói thế này thì đấy là việc của thằng dịch nhé. Ok, còn thằng này mà riêng hai cái này ấy, các bạn lưu ý một cái điều nó như thế này, các bạn để ý một chút thôi ấy. Tại vì đây là cái video, chuỗi video cao cấp hơn cái chuỗi video kia, anh em mới vào thì chào nhau cái nhá, thì mình còn biết là các bạn đang xem cái này, nó là giả sát thương này, các bạn nhìn này, điểm sát thương 27, cái này nó cũng là 19 điểm sát thương, rồi nhớ hai điểm đấy nhé. Quay trở lại cái trường đầu tiên này, cái trường này, cái trường chính dương thủ này là nó trường cao cấp hơn một chút, thì đây các bạn nhìn này, 554 này, 639, nhưng mà đôi khi cái này nó cái sự chênh lệch nó cũng không nhiều, các bạn cũng không nhận ra lắm đâu, nó cũng chả mấy đâu, đôi khi thằng kia bị kháng cái này hoặc bạn đánh thằng này kháng cái này thì nó tăng, là kháng kia nó tăng một tí không ăn thua. Đây là một trường tam dương, trường này thì chắc là xoáy thì được phát, chứ còn đứng xoáy ông ổng thì nó bắn cho thì thật là lòi phim đúng không, nó vào cái mục tiêu nó rất là gần, cái khốn nạn nó cái như này này, nó là không giống thằng tinh túc, thằng tinh túc nó xoáy hoặc là cái ba nó xoáy hoặc là những cái khác nó xoáy thì nó, thằng tinh túc nó cường trường không gián đoạn, là gần như nếu như nó bị khóa cực phát thì nó mới dính thôi, nhưng còn thằng này nó ăn phát là như nào, mình cảm thấy nó trưởng này nó hơi phế, nhưng mà thi thoảng mà thằng kia tàng hình sơ cấp thì xoáy phát thì được.
mục đích nó chỉ thế thôi. Còn cái này thì nó gia tăng ngoại công. Rồi, ok, tiếp này trường này kháng nguyên đúng không? 31 điểm thì chi là chúng ta có một cái viên kháng gần bằng viên kháng 3 rồi đấy. Búp cái này. Rồi. Tiếp này. Trong cái bộ này thì sao? Nhất dương chỉ. Các bạn để ý này. 1670 nhưng mà nhìn vào cái cuối ấy, là điểm sát thương. Nhớ nhá, điểm sát thương. Bình thường các phái đây là gọi là trưởng 45 đúng không? Ví dụ như tiêu dao tăng gì tăng hỏa đúng không? Đạn chỉ tấn công, ok. Nga mi là gì? Tây tử bồng tâm tăng băng đúng không? Ừ. Rồi là các bạn hãy nhìn tất cả những phái, ví dụ như là viêm long vô song của MG tăng hỏa đúng không? Ok, mình không nhớ rõ cái bang thì tăng đập đúng không? Mình nói lúc này thì thôi, nhưng mà các bạn nhìn vào cái ác các bạn đang chơi ấy, thì nó là sát thương đấy. Chứ nó vàng vàng như này không phải là nguyên đâu. Nhá. Rồi tiếp này. Hàn Mai rất đảo, cái này thì khinh công không nói rồi, 15 giây. Cái này là khinh công ngày xưa Thiên Long nó rất là chậm nhưng bây giờ nó khá là nhanh đấy, ngày xưa nó chạy chỉ 30% thôi. Mình nhớ cái thời 2008 mình chạy trung nhân cái ác Thiên Long chỉ được 30% khinh công. Bây giờ nó tăng lên 50%. Rồi, bát môn. Cái trường bát môn này nó là trường thiên hạ vô địch. Các bạn tưởng tượng lại như này là cái trường khóa của thằng Võ Đang ấy. Nó là gì ạ? Nó là phong ấn, nó là bế đấy. Thì cái trường này nó cũng là bế. Cái trường này được 6 giây thôi. Và không cái gì giải được cả, trừ cao thần hiệp. Nhá, trừ cao thần hiệp. Đấy. Thì cái trường này nó rất là lợi vì không phái nào mà có thể gọi là gì, mình nhớ lại xem nào, đúng rồi, không phải nào có thể giải được này, kể cả cắn lát. Và sao nhỉ, nói theo một cái cách mê tín ý, nó là cái trường này nó cũng có ngày xịt nhưng mà không không đến nỗi nhiều như thằng thằng thiên ngoại phi tiên Võ Đang hay là như thằng ấy đâu, nó cũng hay xịt. Còn trường này trang chính xác không gì nói nhé, búp lên thì người sáng chóe. Ngày xưa mình thích chơi phái này tại vì búp này lên nhìn người sáng chóe. Đấy, nghe tắt đi đấy, mất sáng búp lên sáng chóe. Ngày xưa không học thời trang toàn nhờ mấy thằng Thiên Long búp hộ sáng. Ngày xưa chỉ có sáng nhất là thằng Võ Đang khí, với thằng Thiên Long thì nó có búp khá cơ. Rồi bây giờ tiếp này, anh em hãy để ý skill thật kỹ nhá. Rồi cái điểm chỉ điểm giác sơ này này, nhiều người cho rằng ấy đó là Thiên Long đam to nhất thì mình cũng đồng ý, và nó không những to mà nó còn có cái này nó bồi thêm. Tức là gì? Tức là khi nếu như bạn đam mà đây nhá, nhìn này, tấn công với mục tiêu rơi hư nhược, sát thương nhận được tối đa 21%. Tức là nếu như mà bạn đánh vào thằng không chỉ điểm ấy, bạn đánh 100k thì chỉ điểm vào bạn đánh đâu đấy khoảng tầm nó không được hẳn là 121k đâu, nó đâu đấy hơn từ 121k quay lại nhá, lưu ý cái điều này chứ đừng có đi mà so xem là nó có đúng hay không, nó từ 121k quay lại thôi, tức là sẽ hơn 100k nhưng mà nó đấy đấy tạm vậy. Đây là một trường kháng 28 điểm. Thì cái này 28 cộng với lại cái này là 31 thì tự nhiên cái kháng quyền của chúng ta ngay là nó khoảng tầm 6x đúng không? Gần 6 và 59. Còn những cái loại kháng còn lại thì nó đã có 28 điểm nữa. Riêng kháng quyền thêm một chút. Đây là cái trầm bích. Cái này ấy, thì đối với tất cả các phái hay sao nhỉ? Nó chỉ hiệu quả duy nhất với có thể là các bạn phái Nga Mi nếu như là đánh sạch, và phái Võ Đang khí nếu đánh sạch. Còn ý, đối với tất cả những phái khác, bất kỳ phái nào ấy, ngay mình nói ngay như Long Tranh Hổ Đấu đi, cái giải sắp tới này, cái trường này nó cũng chả cái tác dụng gì cả tại vì máu mana mana trong shop nó thoải mái. Chặt ga, các bạn bơm chặt ga gì đâu.
chả cần phải pet cao quốc tế đâu, pet này các bạn nhìn bơm này 2k dùng thạch bô đúng không? Những bản khác thì không biết nhé, mình nói bản này đó, bản khác thì mình chịu, ở đây nó đúng với bản này thôi nhé, lưu ý lưu ý đúng nhé, nó đúng với bản này thôi. Cái trường này nó cũng khá là hay, nó cũng có một số trường hợp chúng ta áp dụng được. Rồi còn đây là gì, tăng hiệu quả nội công ngoại công, cái này bỏ qua nhé. Ok, trường này này các bạn nhìn ở 3200 rơi vào trái theo nó ngoại công, thế này thì chỉ đánh cho nó vui thôi, cho nó có đa. Túy tiết quyền này, cái này nó sẽ tăng nộ khí cho bạn. Cái nộ khí này để làm gì? Cái nộ khí này rất lợi với thiên long nhé. Đây mình nói ví dụ với soi về này, giải trừ rồi nó ghi nó hơi tối nghĩa nhưng nôm na là các bạn hiểu, nó giải phong huyệt nhá, đồng thời nó miễn dịch phong huyệt trong 10 giây tiếp theo đấy. Thế cho nên là nếu như mà bạn đánh với một số phái ví dụ như là võ đa chẳng hạn, thiên ngoại phi tiên của nó hoặc là ám khí đảo nguyệt chẳng hạn, và ngài nói ngay như mộ dung ấy, trường tủ của nó là tham doanh, nó thường tham doanh phát xong lao phục lăng thần thức đúng không, xong nó bật phá thiên thức lên đúng không? Thường nhiều thằng thì nó định thân trước đúng không, thì nếu như mà cùng lúc đó ấy, bạn giá luôn phát này này mà bay phát này này là giải quyết được vấn đề đó, chỉ thế thôi nhá, còn vega là của các ông nhé. Ok rồi thì sao, thì ngoài ra nộ nó còn cái này nữa này, cái này ý, các bạn hiểu đây, đây mình sẽ chuyển nó sang đây, cái này nó bị khuất đúng không, đây bách bộ xuyên dương. Nhưng mình khuyến cáo các bạn ấy là nếu như PK các bạn muốn ngày càng đỉnh ý, thì không nên dùng trường này, mà chúng ta nên để dành để dùng cái trường này này, mình khuyên thật đấy. Các bạn nên nên build ấy. Tất nhiên là tùy từng người, phong cách người chơi nhé, có người dùng nó lên bụp phát cái này, giảm phát cái này, xong đạo rest 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 bùng phát xong hết một combo. Nhưng đối với cá nhân mình thì các bạn nên tận dụng cái trường này. Còn tất nhiên không dùng trường này ấy, thì cái độ xịt nó cao hơn, nhưng mà không đồng nghĩa cái này nó ghi ở đây là 100% thôi nhá, nhưng vẫn có những trường hợp nó vẫn xịt, nó ghi nhiều ghi thế thôi, nhưng có những trường hợp nó vẫn xịt đấy, tất nhiên nó ít thôi, trường hợp xịt nó ít thôi, nhưng có trường hợp nó vẫn xịt. Nhưng các bạn nên hiểu như thế này này, tại vì đây là video cao cấp thì skill môn phái nên các bạn mình sẽ giải thích kỹ các bạn. Không có nghĩa là các bạn búp cái này lên sau đó bạn dùng trường này là nó sẽ phong huyệt đâu. Tại vì sao? Khi bạn búp trường này lên ấy, nó chỉ giúp cho bạn trúng thôi. Tức trúng trường này, tức là trúng cái chỗ ngoại công, nội công 19631 cái kìa. Sau đó phụt cái đó ra ấy, tức là cái đấy phụt ra rồi ấy, thì nó có 31 à 32% tỷ lệ ấy, từ cái cục phụt đó ấy, nó phụt tiêm một phát nữa thì nó mới phong huyệt 5 giây. Nhưng mà cái này hay trúng lắm, thường chả cần bách bộ xuyên dương nó vẫn trúng thôi. Tôi thật các ông đấy, cái lý do vì sao ấy mà tôi nói là nếu như tôi chơi thì tôi thường là không bao giờ dùng trường này cả. Đó đấy thật đấy, còn tùy nhá, mỗi quan điểm mỗi người khác nhau. Ok tiếp này, chúng ta đây là một cái trường giải tất cả phá triền. Các bạn lưu ý này này, phá triền là gì? Thì đơn giản như cái thần khí phá triền ấy, phá chán ấy đấy, hoặc là triền ấy, hoặc là vân vân. Nhưng mà cái hư nhược nó là gì? Hư nhược nó tăng sát thương, khiến cho bạn thương bị sát thương ấy, nó giống như là x2 ấy đấy đúng không, thì cái này nó không giải được đâu. Nên là thường chẳng mấy nào dùng cái này cả đấy. Rồi bên này sẽ là ngày xưa ấy, ngày xưa chúng nó lại hay chơi, ngày xưa hay chơi, bây giờ cũng chơi. Đây cái trường tuyết đủng lam quan đúng không, lúc nãy nói rồi đấy, thì nó là phong huyệt, cái trường này hay trúng lắm các ông, nên hồi rất nhanh nha các bạn, hồi 20 giây hồi rồi bắn vèo 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 bắn một trận mega lôi đài, đôi khi nó phải trúng đến 4-5 phát đấy, ít. Rồi bây giờ có trường là ma lệ thuật, thì cái một cái may mắn của Tạc Thiên Long ở bản này đó là khi mà các bạn để ý xem tất cả những phái khác ấy, nó đều phải hy sinh cầm thần khí lệch để nó lấy cái giảm tốc, nhưng mà riêng thằng Thiên Long, thằng Thiên Sơn, thằng Minh Giáo, thằng Cái Bang vân vân
Nó để các bạn hiểu đâu. Nó được cầm đúng cái thần khí của nó. Đây này. Đây là khuyên này. Đấy thì ở đây nó này các bạn nhìn này. Phiến song hoàn. Thì ra song hoàn nó là khuyên đấy. Phiến mới hoàn đấy, hoàn nó khuyên đấy. Rồi, chỗ này này. Chỗ này thì sao? Tăng tốc độ nhận được nộ khí. Mình chả hiểu sao thằng Thiên Long có mọc trên đời là hai trưởng thật là vãi trưởng. Trưởng mà thật là vãi trưởng. Trạng thái công kích gia tăng tốc độ nhận được nộ khí 30%. Ở khi đó cái này. Trạng thái phòng thủ gia tăng tốc độ nhận nộ khí 30%. Gia tăng nội thủ cho một tạm thời bỏ cái thêm một ca nội thủ đi nhá. Ok. Mình chả hiểu trạng thái là tấn công trạng thái phòng thủ nữa nên đôm ta tất cả sẽ mờ nó dùng đều trưởng này. Đúng không? Đây cái thằng này nó bút sẵn này. Cái nào nó cũng tăng nộ cả với bút cái này cho sướng. Ở trong trạng thái tấn công này có 38% thì mục tiêu rơi phá triền mấy thì phá triền thì được phần chẳng ăn thua. Đi thời gian thi triển kỹ năng khoảng tầm 68%. Thì cái này nhá, cái này sẽ có một dịp nào đấy thì thử cho bạn. Như hôm nay thì nôm na ấy, chúng ta khi chúng ta đọc hiểu ấy thì kiểu như là ví dụ như mà bạn đấm thằng nào hát như này không nó mất khoảng tầm một giây thì bây giờ ấy thì nó phải kéo dài thêm khoảng tầm nó lại từ 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 này này nhưng mà trong game ấy thật bạn gì cái điều này nó không đúng lắm đâu. Chia sẻ thế nhá. Rồi cái này là tăng hội công của bản thân kéo dài 6 chả mấy người dùng. À mình đang chia sẻ về cái này, tí nữa thì comment các bạn sẽ chia sẻ sau nhé. Anh em nào muốn, đây là một chuỗi series video mình chia sẻ về skill môn phái, nó cao cấp hơn cái chuỗi lần trước mình làm. Nên các bạn nào cần hiểu môn phái gì, thắc mắc môn phái gì ấy, thì cứ comment xuống một bình luận nhé. Mình sẽ ưu tiên những phái gì mà nó nhiều người quan tâm trước. Rồi, đây tiếp này. Cái trưởng này nó cũng là điểm sát thương này. Trường này nói rồi đúng không? Đấy là nó nộ đúng không? Ok. Cái này là kỹ năng lúc nãy nói rồi. Ok, xong. Thì bây giờ ấy mình nói bản này thôi nhé. Bản này thôi này. Thì các bạn hãy để ý thật kỹ rằng ấy, đó là cái này nó không âm. Vì vậy đam thằng Thiên Long nó sẽ ở một cái mức gọi là mức về không thôi, chứ nó không âm. Khi âm là nó được nhân nhưng mà không. Đấy là cái thứ nhất. Các bạn hiểu. Cái thứ hai nữa là nhiều người hỏi mình là Thiên Long chơi thuộc tính gì. Thường mọi người cho rằng là Thiên Long phải huyền. Nhưng mà xin thưa các bạn là ở chuỗi mình nói rồi, đó là không phải huyền. Các bạn tùy ý các bạn chọn một cái thuộc tính để các bạn đi. Nhưng ấy cái đồ của các bạn đây này, cái đồ chế của các bạn ấy, thì nó là phải bố để nó tối ưu với đa. Đây này nhá. Nếu như bạn chọn huyền thì sao? Thì đồ vẫn là băng hỏa huyền độc thôi. Bạn chọn độc hay chọn băng hay chọn hỏa thì đồ của bạn vẫn là băng hỏa huyền độc. Đơn giản là gì? Cái ngọc các bạn ôm ấy, đây này. Nó là cái thuộc tính bạn chọn. Nhá. Đúng không? Đó, đơn giản như vậy thôi. Còn ấy, nhiều người cho rằng ấy là đi huyền đi huyền mới đúng. Điều đó không phải. Đi băng đi băng mới đúng, không phải đi hỏa nó xấu đấy, sao ai bảo phải đi hỏa chỉ có tiêu dao hỏa thì đó không phải. Ngay như bản thân cái độc ấy. Các bạn đánh lôi đài các bạn đi độc vẫn bình thường. Chỉ có điều map ấy thì đơn giản thôi, nếu như bạn vẫn thích chơi độc ấy. Đánh long tranh hổ đấu cho nó nhiều bài ấy, bạn hoàn toàn có thể làm thêm một set băng nữa. Thay đổi mỗi set công thôi, trong khoảng tầm 1M điểm tặng chim ấy. Thế thôi. Rồi. Bây giờ này, tiếp theo này, đó là có một cái sự thật này các bạn nên biết. Đó là nói đi cũng phải nói lại. Đó là mình chia sẻ rất nhiều lần khi các bạn Thiên Long ở cái mức thấp ấy. Cái này chia sẻ thật,
chứ không hề gọi là phải chỉ cho các bạn biết cái điểm mạnh điểm yếu. Cái điểm mạnh của Lạc Thiên Long ấy tức là khoảng tầm 600k máu trở xuống, tức là những phái tất cả mọi phái tầm 600k máu trở xuống, không nói trùng nhá, trùng thì nói sau, thì Thiên Long nó khá là cộ cán mà nó mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì cái một thuộc tính chính của nó rồi, ba thuộc tính phụ kèm theo, vì vậy trung bình nó đam hơn những người bình thường ấy. Nếu như cộng cả chỉ điểm vào ấy, thường là nó đam nhỉnh hơn khoảng tầm 4 đến 5 ca máu, có thể hơn nữa tùy, nhưng mà tầm đấy. Một cái combo của nó này này, nếu như những phái khoảng tầm 500 ca máu, thậm chí 600 ca máu, gần như là bay sới. Tất mình đang nói là nó sàn sàn với nhau ấy, tại thời điểm chưa có Long Văn, chưa có danh hiệu, chưa cao, hay là những cái vân vân chưa cao ấy, thì như thế. Còn ấy, khi mà các bạn khoảng tầm 600k máu trở lên ấy, thì bài toán nó lại khác. Chưa nói vấn đề trùng nhá, đừng nói vấn đề trùng, trùng tí nữa nói sao. Khi đó ấy, thì bạn hiểu là ấy, những cái phái gì à, cái thuộc tính nó tăng lên. Nhờ đâu? Nhờ báo vương lệnh, nhờ Long Văn, nhờ danh vọng bảng, rồi là cái danh hiệu thì tăng máu, thứ không nói, nội công thứ không nói nhá, từ từ đã. Thì các bạn hiểu biết là khi mà thuộc tính nó nhỏ ấy, thì thằng Thiên Long được lợi thế là cái hệ số này này nó cộng dồn vào nó rất là ngon hơn những phái khác. Nhưng mà khi mà cái những cái kia nó làm tăng ấy, thì các bạn nên hiểu là nó chỉ tăng một thuộc tính thôi, nó tăng một thuộc tính thôi, đúng không? Ví dụ như bọn Long Văn các bạn làm sao chọn được nhiều thuộc tính, các bạn chỉ chọn hỏa hay chọn đúng thuộc tính của bạn, ví dụ Tiêu Dao hỏa chọn hỏa đúng không, thằng Thiếu Lâm thì chọn huyền, Mộ Dung chọn huyền đúng không, một đấy, tăng lên. Vì vậy cái hệ số của thằng Thiên Long ấy nó sẽ bị giảm dần giảm dần giảm dần. Các bạn có thể tham khảo cái bảng điểm, mình không muốn chia sẻ nhiều về cái bảng đấy tại vì mình không thích chia sẻ cái bảng đấy, nhưng mà các bạn nô hiểu nôm na đấy, một điểm huyền của Thanh Lang Thiên Long ấy so với một điểm huyền của thằng Thiếu Lâm chẳng hạn, hay điểm huyền thằng Mộ Dung chẳng hạn, thì thằng Thiên Long kém hơn, nhưng nó bù được lại là hai cái kia, nó bốn cái nó như nhau, vì vậy nó cộng gộp nó thành cục cục lớn, mà thằng kia chỉ có một thôi. Vì vậy tại thời điểm nó yếu ấy thì nó sẽ nhỏ, nhưng mà khi các bạn tưởng tượng ấy là thời điểm một cái nó tăng lên ấy, thì thằng Thiên Long nó cũng chỉ tăng một thôi, nó làm gì nó chọn cả bốn cái thì nó tăng đều đúng không, nếu như nó chọn được cả bốn cái nó tăng đều ấy thì nó sẽ rất là mạnh, nhưng nó chỉ một cái thôi, thì cái hệ số của cái một cái tăng ấy nó sẽ thấp hơn những cái phái khác, các bạn hiểu chưa? Đồng thời máu lên này nhá, máu lên ca. Vậy một combo của thằng Thiên Long ấy nó không phải là phế nhá các bạn, nó vẫn mạnh, nhưng mà cái lúc đấy ấy, gió nó sẽ đổi chiều, nó chia cơ hội thắng cho nhiều phái khác nữa. Các bạn hiểu chưa? Các bạn à, mình không muốn nói việc tính toán kia tại mình rất ghét cái việc tính toán. Các bạn hiểu nôm na ấy, là cái hệ số khi mà tại vì danh vọng chứ các bạn chỉ cũng chỉ chọn được một thôi, không được nhiều. Cho nên cái thằng Thiên Long gió nó sẽ đổi chiều dần đổi chiều dần. Đặc biệt nếu như mà có Mạo Giáng Sinh rồi là chơi ba hoặc bốn thuộc tính khá ấy, gió nó sẽ đổi chiều dần. Còn ấy cái trường hợp đeo trùng thì sao? Trùng điển hình như mình nói thẳng như ở Vina Game chẳng hạn, thì nó lại không sao cả nhé, tại vì các bạn biết rồi đấy, mình chia sẻ trùng rồi đấy, thằng Thiên Long nó phái tay dài, nó đeo trùng cũng khá là lợi thế, mặc dù ấy mà đeo full trùng ở đây này, cái hệ số nó nam của nó, cái những thuộc tính phụ ấy, nó chẳng cần nữa, tại vì bên Vina Game ấy thuộc tính nó quá lớn rồi, nó nhờ chỉ điểm nó bù lại. À, tao chả cần bốn thuộc tính phụ nữa đâu, tao có chỉ điểm rồi, coi như tao mày bằng nhau, trùng thằng nào ăn chẳng ấy chơi đúng không? Đó, thế cho nên là khi mà cái vấn đề về trùng ấy, tất cả phái đều có cơ hội như nhau, chúng ta chỉ phân ra tay ngắn với tay dài, thì thằng tay dài nó lợi thế khi cầm nhiều trùng hơn, còn thằng tay ngắn thì kém lợi thế thêm một chút, nhưng không có nghĩa là không, nếu như nó áp sát được cái trùng của trùng nó linh ấy, thì nó cũng thắng thôi. Khi cái vấn đề về trùng ấy, thì là cái thằng Thiên Long nó cũng chẳng đổi chiều đâu, chả phái nào đổi chiều cả, từ bé đến lớn như nhau hết, đơn giản là nếu như phun trùng như nhau hết.
Còn nếu như chúng ta tính bài toán không trùng, chơi với những bài toán không trùng thì đấy mình nói rồi đấy, là nếu như được thuộc tính càng cao lên ấy, thì thằng Thiên Long nó càng bị thụt, không phải thụt, nó không phế đâu nhá, nó thụt dần thụt dần thụt dần. Và đồng thời ấy, là cái bài toán giảm kháng của nó cũng rất là đau đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi đây là 11 đúng không? Chúng ta tính cả 12 đi cho nó máu. 12 chia 4 bao nhiêu? 3 đúng không? 4, 3, 12. Chúng ta rất dễ, nếu như chúng ta tham 3 bên giảm kháng, chúng ta rất dễ bị kháng thuộc tính chính. Chúng ta chơi hai bên giảm kháng, chúng ta rất dễ bị không bỏ qua được. Nếu như chúng ta bỏ bớt thuộc tính để chúng ta ốp giảm kháng thì đam của chúng ta cũng sẽ giảm. Cái vì cái video này nó cao cấp hơn cái video hướng dẫn tân thủ series môn phái ấy, nên mình nói khá là kỹ để anh em hiểu. Chơi ấy, thì các bạn vẫn chơi bình thường, nó không hề yếu, nó vẫn rất là mạnh. Nhưng mà đấy là những cái bạn các bạn cần biết thôi. Còn cái bá vương lệnh này, nhiều khi đôi khi ấy, chúng ta phải hy sinh cái dòng máu ở đây để chúng ta lấy cái giảm kháng. Tại vì chỗ này là 33 là 9 thôi, trong 10k hoặc tầm 12k máu đi, tính cả phần trăm các thứ nữa. Thì thường là mọi người thường hy sinh cái này để lấy giảm kháng thì mình cũng đồng ý thôi, khá là mạnh nhá các bạn. Vào những cái trận đấu cụ thể thì phát huy tác dụng khá là tốt. Đấy. Còn đây gì nữa nhỉ? Long Văn này. Đấy. Thì nếu như mà huyền công ở đây thì cái giảm kháng kia chúng ta không thay đổi được, cho nên chúng ta sẽ ăn nhau thuộc tính chính rồi. Đúng không? Còn ở chỗ thần khí này nữa thì đôi khi các bạn cũng có thể làm được cái giảm kháng là thần khí. Nó cũng xem thôi, cũng không thể toàn diện được, tại vì làm thường là làm thần khí các bạn có bốn thuộc tính là ngon rồi, nhưng còn nếu có bốn thuộc tính rồi mà còn có cả giảm kháng nữa thì nó cũng rất là khó, gần như là không thể. Bây giờ ví dụ bốn thuộc tính băng hỏa huyền độc thì cái độc nó cho vào cái chỗ băng hỏa huyền độc đúng không, thì là nó vào chỗ nông ngoại công đi rồi, thì còn bao nhiêu dòng ạ? Chính xác thể bốn dòng dưới. Chẳng lẽ chèn bốn bốn thuộc tính với bốn giảm kháng vào nhau à? Mình chưa nhìn thấy một cái thần khí nào nó như vậy đâu. Bốn giảm kháng thì nhìn thấy rồi, bốn thuộc tính thì cũng nhìn thấy rồi, nhưng mà chưa thấy cái nào bốn thuộc tính bốn giảm kháng cả. Chắc là không thể thật, cầm cái thần khí đấy nó khá là yếu đấy các bạn, nó không mạnh đâu. À, còn sao nữa nhỉ? À đây, bí tịch. Cái bí tịch này này thì các bạn cứ chọn theo thuộc tính của các bạn thôi, chả cần thiết làm đâu. Thật đấy, chọn theo thuộc tính của các bạn thôi, chả cần thiết. Ở cái bá vương lệnh là tấn công kích hoạt trạng thái vô địch 50 giây. Thì tùy em chọn thôi, chả có gì cả. Nôm na là gì này? Chốt này mình nghĩ là cũng khá chi tiết rồi đấy. Đó là Thiên Long là một phái đam cực kỳ to, cực kỳ mạnh. Nếu như mà bạn xác định bạn chơi trùng ấy thì bạn vẫn nên chơi Thiên Long, nhưng mà thường nhiều người không không có đủ kinh phí để chơi full trùng. Nếu như bạn xác định chơi full trùng ấy thì bạn cũng vẫn nên chơi Thiên Long, nó cũng khá là mạnh đấy. Tại vì trùng nó linh hay không linh, nhưng mà đánh nhau lôi đài thì thường là bạn khó, bạn có thể khiêu chiến một thằng một lần, xong hai thằng nữa, lần nữa lần nữa lần nữa, nhưng mà lần nào lên ý, thì nó cũng đứng đơ đơ cho bạn đánh ý. Thì đến khoảng lần thứ năm lần thứ sáu ý, thì nó chắc là cũng không chơi với bạn nữa đâu. Các bạn thấy mình cắt hết trùng ấy, mình có chơi trùng mấy đâu mặc dù mình có trùng đấy, nhưng mà mình để đấy để cho tăng giá trị ác của mình thôi. Giả sử sau này mình thích chơi tiêu dao à, thì mình mặc vào thôi đấy. Còn nếu như mà bạn chơi ở cái mức tầm trung ấy thì Thiên Long cũng là một lựa chọn không tồi, cực kỳ mạnh. Tại vì như tầm trung mình nói rồi đấy, lúc đấy gió nó gọi là sàn sàn như nhau thôi, cơ hội nó vẫn chia đều chứ nó không tuyệt đối nữa.
cái chỗ tầm trung này nói chi tiết rồi nhé, nó giống như là việc một thằng cái bang tất cả các phái tầm 400 ca máu nó xoáy phát chết, thì khoảng tầm 300 400 ca máu ấy, nó xoáy phát chết, kể cả thằng Hun 6, cái bang Hun 6 thậm chí Hun 5 nó xoáy phát một thằng tiêu ra bùa ôn 6 chết tươi mới đầu server ấy, nó tập cái ông ấy đấy. Ba trường hợp như thế. Còn cái bộ skill ấy thì giúp các bạn hiểu rồi nhá, có những thứ nó ghi ở đấy ấy, nhưng nó không đúng như thế đâu. Rồi xong cái series chi tiết gọi là đọc hiểu skill môn phái, thì bây giờ mình sẽ xào cái ác này nha anh em. Các bạn cùng tham khảo nhé, xào ác này nào.